Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Megi Cổ. Và ngày hôm nay thì mình rất là hào hứng được ngồi đây để chia sẻ với các bạn về một chủ đề, đó là liệu máy Sony ZV-E10 Mark II có thể quay được video 10 bit 422 4K ở 120 khung hình trên giây hay không. Mình nhắc lại một lần nữa, đó chính là ZV-E10 Mark II như các bạn có thể quay được 10 bit 422 4K 120 khung hình trên giây. Có lẽ là các bạn chưa tin đúng không? Để đây mình cho các bạn xem. Đây nè. Đây là ZV-E10 Mark II nha, và đang ở trên khung hình nó đang hiển thị là, không biết các bạn có thấy không, 120 khung hình trên giây là 4K nha các bạn. Và nếu như đi sâu hơn vào những thông số cài đặt thì mình khẳng định luôn đây là cài đặt để có thể quay được video ở chế độ màu 10 bit 422 4K 120 khung hình trên giây. Chuyện là dạo gần đây mình có làm một cái video khác về chủ đề, đó là so sánh chất lượng hình ảnh khi quay phim ở trên iPhone 16 Pro và khi quay ở trên Sony ZV-E10 Mark II. Và trong lúc loay hoay tìm kiếm cách thức cài đặt để quay slow motion ở trên chiếc máy Sony này thì mình đã phát hiện ra một điều, đó là hóa ra nó có thể quay được lên đến 120 khung hình trên giây ở chế độ 4K. Mình rất là hào hứng với kết quả này, chính vì vậy mình làm cái video này trước để chia sẻ với các bạn những video clips mà mình đã quay được trên chính chiếc máy Sony này, cũng như là chia sẻ với các bạn cách thức cài đặt để các bạn có thể áp dụng cũng như là kiểm chứng tất cả những thông tin mình đã chia sẻ trong video này. Trên thực tế thì mình rất là muốn có Alpha A6007 ở đây để có thể quay video và so sánh chất lượng hình ảnh giữa hai chiếc máy Alpha A6007 cũng như là Sony ZV-E10 Mark II. Nhưng mà rất tiếc là mình không có Alpha A6007 để làm cái điều đó. Cho nên mình rất là mong muốn thông qua video này, nếu như bạn xem được và bạn sở hữu cả hai chiếc máy nêu trên, đó là Sony Alpha A6007 và Sony ZV-E10 Mark II, thì các bạn làm ơn quay video để so sánh chất lượng hình ảnh giữa hai chiếc máy này, dĩ nhiên là ở chế độ là 10 bit 422 4K 120 khung hình trên giây. Sau đó thì các bạn sẽ chia sẻ được những cái kết quả đó cho mình và mọi người cùng biết thông qua cái video này. Nếu như các bạn làm được như vậy thì mình rất là cảm ơn. Và còn bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái video clips mà mình đã quay được ở trên chiếc máy Sony ZV-E10 Mark II này, và dĩ nhiên là ở chế độ màu 10 bit 422 4K 120 khung hình trên giây. Mời các bạn cùng xem nhé. Các bạn biết không, trên thực tế thì mình không phải là fan của slow motion, chính vì vậy mình không có nhiều khả năng cũng như là không có nhiều năng lực để đánh giá về chất lượng của video quay bằng slow motion, và mình sẽ nhường lại quyền để đánh giá cũng như là nhận xét về chất lượng hình ảnh quay slow motion đối với những đoạn video mà mình vừa chia sẻ với các bạn. Còn ngay bây giờ, tiếp tục của video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách thức để các bạn có thể tự cài đặt cũng như là tự quay được những thước phim tương tự như những thước phim mà mình đã vừa chia sẻ với các bạn trong cái đoạn vừa rồi. Đầu tiên thì các bạn bật nguồn lên, sau đó thì các bạn, nếu như các bạn đang ở một cái chế độ khác thì các bạn vào S&Q giùm mình, có nghĩa là slow and quick á. Tiếp theo đó thì các bạn vào phần, nếu như nó đang ở một cái chế độ ở phía dưới á, mình không biết cái này gọi là cái gì, nhưng mà hình như là ở dưới là time lapse, còn ở trên là slow motion hay cái gì đó mình không rõ, nhưng mà các bạn nên chọn là S&Q ở trên á. Sau khi các bạn vào S&Q rồi thì các bạn có thể chọn bất kỳ một cái chế độ chụp nào, chế độ quay nào, ví dụ như là PASM gì đó,
Ví dụ như mình chọn em chẳng hạn, sau đó bấm OK. Sau khi bấm OK rồi thì các bạn quay lại vào phần menu giúp mình. Ở phần menu thì đầu tiên các bạn, nếu các bạn ở một cái khung menu khác thì các bạn vào phần Shooting và các bạn vào phần ngay phần đầu là Image Quality and Recording á. Các bạn vào phần File Format thì các bạn chọn cái phần cao nhất ở trên giúp mình là XAVC HS 4K. Các bạn bấm OK. Cái này là đó chế độ màu 10 bit 422 nha. Các bạn bấm OK. Sau đó thì các bạn vào phần menu S&Q Settings. Vào đây rồi thì các bạn chọn Frame Rate Settings cho mình. Và các bạn nếu như nó đang ở chế độ khác 24 gì đó thì các bạn chọn lên cao nhất luôn là 120. Và phần ở bên cái phần Frame Rate ở phần S&Q á thì các bạn chọn lên 60. Nếu nó đang ở 30 hay là một cái chỗ gì khác á thì các bạn chọn nó lên là 60. Sau đó các bạn bấm OK. Sau khi bấm xong thì các bạn xuống dưới phần dưới đây nè, nó có ngay cái chỗ là Record Settings. Thì các bạn vào trong đó, các bạn nếu nó đang ở 200 thì các bạn cũng chọn lên luôn là 280 để nó ra được 422 10 bit. Các bạn bấm OK. Sau đó các bạn bấm OK ở đây. Thì khi mà các bạn quay lại màn hình chính á thì lúc này các bạn có thể xem nè. Ngay cái chỗ hiển thị này nè, đó bây giờ nó là 120p và 4K và đang quay ở chế độ 422 10 bit. Thì nếu như các bạn chọn ở chế độ em á thì các bạn có thể sử dụng những cái dial trên đây để các bạn thay đổi cái này nè, cái giá trị này nè. Ví dụ như là bạn thay đổi khẩu độ và bạn có thể thay đổi tốc độ. Thì dĩ nhiên là 120p thì phải quay là 1:240, nhưng mà cái này nó không thể set được 1:240 thì mình set là 1:250 chẳng hạn. Lúc này thì nếu như quay ngoài trời thì nó ổn, nhưng quay trong nhà thì nó hơi tối đó. Và nếu như các bạn không tự tin về cái phần cài đặt này thì các bạn có thể để chế độ P bằng cách là các bạn vào lại phần phần này nè, SQ này nè, và các bạn chọn về chế độ auto hoặc là P gì đó thì nó sẽ tự động căn chỉnh. Đây, các bạn thấy nó sáng hơn chưa? Nó sáng hơn. Tuy nhiên thì các bạn nhìn dưới góc này, các bạn sẽ thấy được đây là 1:160 và F4 này. Cái ISO này các bạn có thể tăng lên. Ví dụ mình tăng ISO lên. Tăng ISO lên. Đây, 250 thì nó cũng sẽ tự động thay đổi theo gì đó. Tuy nhiên thì mình không khuyến cáo là mình không khuyến khích các bạn sử dụng cái chế độ P này, mà mình khuyến khích các bạn là nên tự động thiết lập ở cái chỗ đó khác. Ví dụ như là chế độ vừa rồi, chế độ em chẳng hạn. Thì lúc đó các bạn phải tự biết để cài đặt như thế nào cho nó đúng. Đó thì trên đây là cái cách thức cài đặt. Và còn một điều nữa các bạn nên lưu ý, đó là nếu như các bạn sử dụng cái chế độ 4K 120p này thì các bạn vẫn có thể hoàn toàn sử dụng file lock nha các bạn. Các bạn có thể quay với file lock ở đây. Mình đang để chế độ off thì các bạn có thể bật nó lên on, flexible gì đó. Và sau đó thì các bạn vào phần màn hình chính thì các bạn sẽ thấy được cái hiển thị lock mà các bạn chọn này nè. Ví dụ như là S709 này nè. Thì các bạn có thể, ví dụ như bạn chọn user 1, user 2 đó thì nó hiển thị lên trên đây. Hiện tại mình đang chọn S709 thì nó hiển thị lên trên đây. Có nghĩa là bạn vẫn có thể quay với file lock và vẫn có thể quay được ở 4K 120 khung hình trên giây luôn. Và nó vẫn lấy nét tự động bình thường như các bạn. Và có thể vào đây để xem nè. Đây, chế độ vẫn là AFC nè. Và nếu như lens của các bạn có chống rung thì nó sẽ hiển thị standard. Còn lens không có chống rung thì nó sẽ ẩn cái phần này đi. Tức là tất cả mọi hoạt động khác, mọi cái chức năng khác nó vẫn thực hiện, nó vẫn được chạy một cách bình thường. Nó vẫn có chức năng một cách bình thường. Nó chỉ khác một cái là các bạn cài frame rate nó khác thôi. Trên đây là toàn bộ cách thức cài đặt cũng như là nội dung mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video ngày hôm nay. Mình rất là hy vọng thông qua video này thì các bạn có thể áp dụng được những cài đặt này để quay được những thước phim đạt chuẩn màu 10 bit 422, 4K 120 khung hình trên giây trên chính chiếc Sony ZV-E10 Mark II mà bạn đang sở hữu. Và nếu như bạn cảm thấy video này có nhiều thông tin giá trị, hữu ích và lý thú thì hãy cho mình xin những lượt like, những lượt share, những lượt đăng ký kênh từ phía các bạn để mình có thể tiếp tục duy trì và phát triển kênh này. Xin cảm ơn các bạn. Và mình cũng rất là mong nhận được những ý kiến đóng góp cũng như là những bình luận từ phía các bạn về chủ đề ngày hôm nay. Ở trong video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về chủ đề, đó là so sánh chất lượng hình ảnh
cảnh khi quay video ở trên iPhone 16 Pro và khi quay video ở trên Sony ZV-E10 Mark II. Và ngoài ra mình cũng còn một cái video khác về chủ đề là mình sẽ chia sẻ với các bạn về những chiếc máy cũng như là những chiếc lens thuộc hệ sinh thái Micro Four Thirds mà mình đã sử dụng và mình sẽ sử dụng trong năm 2025 này. Và bước qua một năm mới thì mình chúc các bạn có nhiều sức khỏe cũng như là thành công hơn trong một năm mới này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo.